Đây mọi người, cây mai lào hôm nay thì nghe ông anh vợ nói là đã bật mầm rồi. Cho nên mình ghé qua mình coi thử, coi thử nó bật mầm như thế nào. Anh hai dở ra cho anh em coi tình hình, tại vì có nhiều anh em quan tâm cây đây lắm. Đây, đây cách đây mấy ngày nhiêu ha, chưa tới 10 ngày. Hôm bữa mình có quay clip, giờ mình nghe nói là bật mầm rồi. Mình quay lại cho anh em xem chơi. Đây nè mọi người nè, bật mầm toàn thân luôn hả anh hai? Đây mọi người nè, đó, bật mầm đầy trên thân. Đấy, này là có kích mầm cho nên nó bật đầy thân luôn nha mọi người nha. Đây luôn. Trong mấy cái nắp này nè, là mầm này. Chụp tấm hình coi. Đấy. Trên, ở trên nó cũng bật mầm không anh? Ở trên nó bật cái sườn dưới này. Ồ, dưới đây bật dài rồi này. Đấy, bật mầm đầy hết mọi người ơi. Hôm bữa trước có mấy nào mà anh nói là làm củi gì đó. Sống 7 năm rồi tự chết gì đó. Mất cười quá. Còn mấy cây ngồi kia nữa mọi người. Lấy nữa mình sẽ đi quay mấy cây ngồi kia cho mọi người coi. Đây vườn mai của ông anh mình nè. Một vườn mai luôn. Cũng nở nè. Đấy, vườn như thế này mà mấy anh em cứ nói còn đi nói dốc không. Trong khi đó người ta có một sân vườn và có một vườn mai cực kỳ đẹp mà không coi thực tế mà cứ nói này nói kia nói dốc thôi. Đúng là miệng đời mọi người, nhiều người không thấy thực tế. Đấy, dọc đây cây kia to nè, một cây to nở vàng cây luôn. Đây cây này là của mình đem vô cho anh vợ mình nè. Đó, mai rừng đấy, sao nó không chết ta. Đây một cây nữa nè. Đây nè. Đến thăm mày nhớ về ngủ với bạn. Nè. Đấy, mai rừng của Bình Thuận này. Thấy mọi người. Thì sao nó không chịu chết mọi người. Mà nó nở hoa dữ vậy. Cây này là của mình chồng mình đem vô cho ông anh vợ mình chơi. Thấy chưa? Đây cây nữa. Nở rất là đẹp nha. Đấy. Cái này là thân mai rừng dinh đi ra này. Đấy. Chú năm mới phát tài nha chú. Đây một cây cũng rừng dinh luôn. Cây này thì hôm bữa trước mình cũng có quay cho anh em coi. Nở rất là lâu rồi. Nở nửa tháng nay rồi, vẫn còn nụ nữa. Thấy chưa mọi người? Cây như thế này người ta trồng ở nhà người ta mười mấy năm rồi. Mấy anh em mới nói là trồng 1-2 năm chết rồi. Khó hiểu thiệt. Cây này là mình mua và bứng về đây luôn rồi. Nở rực luôn. Rồi mình đi ra thăm mấy cây ngoài kia thử nha mọi người nha. Theo chân của mình nha. Mọi người ơi, cái cây này hôm bữa mình cũng có quay nhưng mà có cái bạn nó là bị xì mũ nè mọi người. Cây này là cây đùng nhựa lên chứ không phải xì mũ nha mọi người. Xì mũ là nó sẽ xì trong cái phần lõi đây nè, đùng lên mới gọi là xì mũ. Cho bạn nó rút kinh nghiệm lại, lên mạng xã hội nói chuẩn luôn, đừng nói lớn lớn. Đây cây này bây giờ đã bật mầm nè mọi người nè ha. Đấy, đã bật mầm nhưng mà nghe anh đại ca nói là không có để mầm đó, anh sẽ chơi mầm ghép và sẽ tách bỏ ra, sau đó đóng bo vô, ghép nhiều mặt cắt vô để cho nó tấm da mọi người. Đấy, mầm đã xì. Đây mầm xì nè mọi người. Hôm nào mình sẽ đi vô những cái người bạn khách hàng ở trong Sài Gòn quay vườn mai
làm cho các bạn thấy mở mang tầm mắt với lại học hỏi thêm nha. Này, dụ lên thì bao phê. Mầm đã bật thì mình đi cập nhật cho anh em coi chơi thôi, cho anh em thấy hiểu rõ về cái loại này. Phê không? Bên kia nữa này. Cây kia bật anh ghép rồi hả anh ơi? Ô, cỏ héo rồi nè. Đây, cây này thì đã ghép, ghép dính nảy luôn rồi mọi người. Này. Đấy, dính xong nảy luôn rồi nha. À, anh chưa? Ghép dính nảy đi, đi đọt rồi đó. Mở đọt đi rồi đó mọi người. Cây này hôm bữa nó lên nhựa sung quá. Nhưng mà đặc biệt một cái, anh em phải kể coi, dòng này nó mạnh đến mức độ là trồng không cần che luôn nè, chỉ có bao bố giữ thăng thôi. Tại vì khu đây là khu du lịch cho nên che nó rất là xấu cái quang cảnh ở đây, cho nên là chỉ chùm bao bố lại vắng ni lông đen giữ nhiệt thôi, mà cây phát triển vẫn ok, là biết là chứng tỏ là dòng này rất là mạnh nha. Cây này thì cốt rất là đẹp. Đấy. Thấy không? Mở đọt đi rồi nè. Thôi mình chờ tiếp. Ừ, em quay rồi. Ở trên kia cũng mở đọt đi nè. Có chi này mở đọt đi nè. Mở thấy không? Mở đi cực kỳ to luôn. Đây một cây nữa. Còn cây bên này không? Và coi cây bên này chắc mở đọt đi nhiều chưa? Bên này cây đó mọi người. Đây, cây này đọt xinh nó nè. Đấy, đọt xinh nó đi nè. Ha. Mà đóng bò vô đi đẹp nè. Ủa cái này đi khỏe mà anh. Đi khỏe sao sao? Ừ. Ý là mình làm thử một cây mình không thèm che mát á. Đúng rồi. Đâu đọt zin đi nè. Cái này hồi bữa là lý do che mát xong dở ra là bị cháy nè. Bị sốc nhiệt á. Ù, bắn đóng bò vô dính rồi nha mọi người nha. Dính mở đọt đi rất là bị nở luôn nè. Để cái búp này để lấy coi mặt bông luôn nè. Bông giống mới hả? Giống mới. Ừ. Cái bò này, bò dưới này đi đẹp quá. Ok. Rồi anh em coi nghiên cứu lại nha. Sắp thành công rồi đó. Chờ 2 năm nữa sợ nó chết giả sống giả gì. Hồi cái cây không? Mà nó ra rễ rầu á, quan trọng là làm cho nó ra rễ, mà nó ra rễ rầu á mà bị chết á là tại người trời, người không chăm sóc làm bậy nó cháy rễ nó chết. Đúng, chính xác. Đã sống thì không thể sống giả được. Quan trọng là bây giờ mình phải kích sao cho ra rễ nè. Còn nếu mà không ra rễ thì cây đã chết. Ok. Và cây này là bảo đảm giờ này là rễ ra rộng dưới. Đúng rồi. Thì cây này trồng lâu rồi mà. Rồi mọi người, hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp. Tạm biệt mọi người nha.